Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: "Chào các bà." Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta." Đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng, ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu." Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thế là cuối cùng, sau những ngày chịu bắt bớ, xét xử, vu cáo, chịu đòn vọt một rách nát thịt ra, chịu vác thánh giá nặng nề tiến lên núi Sọ, trong khi sức tàn lực kiệt, ngã lên té xuống nhiều lần, rồi lại phải chịu đóng đinh thân mình rất đỗi đau thương vào thập giá. Chúa Giêsu đã gục đầu tắt thở và được mai táng trong mộ. Tảng đá lấp cửa mộ đã đóng lại lịch sử của một đời người đã làm những việc kỳ diệu. Cuối cùng, ngôi mộ đá được đóng lại, chôn vùi một con người tưởng là sẽ đem lại niềm hy vọng cho Israel. Thế là hết. Còn đâu nữa những ngày nắng đẹp, ngày ngồi trên núi giảng bài 8 mỗi phút giữa đám đông quần chúng? Còn đâu nữa những buổi chiều trong hoang địa, ngày hóa bánh ra nhiều, nuôi trên 5.000 người ăn? Còn đâu nữa vị ngôn sứ oai hùng quát bảo cho sóng yên biển lặng? Còn đâu nữa con người làm cho kẻ chết đội mồ sống lại, người phong cùi được chữa lành, người câm nói được, kẻ điếc được nghe? Còn đâu nữa vị ngôn sứ đầy quyền năng trong lời nói và hành động, phán bảo những điều đem lại phấn khởi cho lòng người? Chúa Giêsu đã chết thật rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Những môn đệ thân tín sau khi hoàn tất việc an táng Thầy, giờ đây ra về trong u sầu tuyệt vọng, mọi sự như chìm vào tang tóc đau thương. Thế nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Qua ngày thứ ba, từ lúc tờ mờ sáng, Maria Magdalena đi viếng mộ ngay từ sáng sớm cho vơi bớt đau thương. Nhưng mà khi tới nơi, bà hoảng hồn vì mộ đã mở toang. Nhìn vào bên trong không còn thấy thi hài của Thầy đâu nữa. Bà hoảng hốt chạy về báo tin cho các môn đệ. Các môn đệ ra tận nơi xem xét ngôi mộ trống, và rồi sau đó lại ngỡ ngàng gặp gỡ Chúa phục sinh. Niềm vui tràn ngập cõi lòng. Bấy giờ các ngài mới biết là Chúa Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ đá tưởng là nơi chôn vùi, nơi xóa sổ cuộc đời của Thầy dấu ái, là điểm tận cùng của Chúa Giêsu, thì nay đã trở thành khởi điểm cho một đời sống mới, thành tảng đá đầu tiên xây dựng vương quốc trường sinh. Và Chúa Giêsu đã sống lại. Biến cố này đã trở thành niềm tin và sức sống mãnh liệt cho nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ.
Hàng triệu triệu người đã sống với niềm tin này, và hàng triệu triệu người đã chết để bảo vệ niềm tin này. Nhưng có lẽ ít ai để ý và dành cho ngôi mộ trống kia một chỗ xứng hợp trong biến cố phục sinh. Ngôi mộ mà xác thân của Chúa Giêsu đã được mai táng trong đó, và từ ngôi mộ đó Chúa đã sống lại. Ngày nay ngôi mộ vẫn còn đó, trống vắng và lạnh lùng. Người ta chỉ tìm được những dây băng, vải cuốn và khăn liệm. Chính vì vậy nên nó đã trở thành một dấu chỉ đầy ý nghĩa của biến cố phục sinh. Ngôi mộ trống cho chúng ta một ý niệm về thái độ dứt khoát với quá khứ. Đức Kitô đã để lại tất cả những gì thuộc về thế giới kẻ chết, như là khăn liệm, là băng quấn, cho đến tất cả những gì tham gia vào việc liệm xác Ngài. Ngài để lại cho thế giới của sự chết. Ngài đã ra khỏi mộ và không trở lại nữa. Thân xác Ngài giờ đây là thân xác thần linh. Thân xác đó có thể vào nhà, nơi mà các môn đệ trong hội họp, trong lúc vẫn cửa đóng then cài. Và đó là ý nghĩa của sống lại, đó là ý nghĩa của phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuy nhiên vẫn còn đó những ngôi mộ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Những ngôi mộ chôn vùi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều chúng ta yêu mến và ấp ủ. Chúng ta coi đó như dấu hiệu của những đổ vỡ, những đau đớn. Chúng ta có chờ gì ở nơi đó hay chỉ biết nuối tiếc? Ngôi mộ trống phải là một dấu chỉ để con người chúng ta suy nghĩ về quá khứ. Một quá khứ với những đam mê và dục vọng. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không ngoái nhìn lại quá khứ và không nên tiếc nuối những gì mình đã bỏ lại. Nếu Thiên Chúa có nhìn đến chúng ta trong lúc này, thì Ngài sẽ nhìn thấy một chiếc khăn liệm gói trọn quá khứ của chúng ta, và hiện tại là sự đổi mới hoàn toàn cuộc sống mới. Cuộc đời và cuộc sống mỗi người Kitô hữu cũng phải như ngôi mộ trống ngày phục sinh. Có nghĩa là chúng ta phải trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và sự sống lại của Đức Kitô trong cuộc đời của mình. Để được như vậy, trước hết, ngôi mộ tâm linh này phải đón nhận Chúa Giêsu từ thập giá và để Ngài làm cho nở hoa phục sinh trong quyền lực của Thiên Chúa. Ngôi mộ trống vẫn không nói nhiều. Cho đến nay, ngôi mộ trống đó vẫn còn nằm đó, vẫn im lìm một chỗ không di chuyển trong nhà thờ mộ của Chúa Giêsu ở Jerusalem. Và ngôi mộ trống cũng vẫn chỉ là một ngôi mộ trống, nhưng mà hình ảnh của nó gắn liền với buổi sáng phục sinh, với Maria Magdalena, với Phêrô, với Gioan và tất cả những ai đang tin vào Con Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, đã chịu cực hình thập giá và được mai táng trong đó. Và cũng từ ngôi mộ đó Ngài đã phục sinh vinh hiển. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng cần phải giống như ngôi mộ trống kia, để tất cả những ai tò mò muốn nhìn vào đó cũng nhận ra Chúa đã phục sinh rồi. Và như thế thì lời chúc phục sinh của chúng ta hôm nay đó là Chúa đã sống lại rồi, và chúng ta cũng đã sống lại rồi. Hãy vui lên, Alleluia.